Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đám cưới nghệ sĩ nhân dân Công Lý, cô dâu chú rể rót rượu mừng trong hạnh phúc ngập tràn. Thụy Vân, Dương Hoàng Yến và dàn sao đình đám đến chung vui. Đám cưới của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang được diễn ra tại một khách sạn hạng sang tại thủ đô Hà Nội. Sau nhiều ngày chờ đợi, đám cưới của nghệ sĩ Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà đang được diễn ra trong một khách sạn hạng sang tại thủ đô Hà Nội. Khách mời tới dự đám cưới nghệ sĩ Công Lý gồm rất nhiều nghệ sĩ đình đám vừa biết như Á hậu Thụy Vân, Dương Hoàng Yến, Quỳnh Cun, Kim Oanh, vân vân. Đây được xem như một trong những đám cưới hot nhất vừa biết trong dịp đầu năm 2021. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và bạn gái Ngọc Hà đã có 4 năm hẹn hò lãng mạn, dù cách nhau tới 15 tuổi. Tuy nhiên, cả hai rất hợp nhau, ở bên nhau đã ngót nửa thập kỷ. Tình yêu của cô với nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã trở thành tình thương. Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại tôi và anh ấy luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để dành sự tôn trọng và yêu thương cho nhau, để sau này không ai phải nuối tiếc, Ngọc Hà chia sẻ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lúc 19 giờ, Tân Đàng, Tân Lường rót rượu, ánh mắt rạng ngời trong niềm hạnh phúc của cô dâu. 18:50, cô dâu chú rể rạng rỡ nắm tay nhau bước lên lễ đường. 18:15, cô dâu Ngọc Hà và chú rể Công Lý đan tay, tươi cười chào dàn khách mời. Nghệ sĩ Công Lý đã nắm chặt tay bạn gái không rời trong ngày trọng đại của mình. Cô dâu Ngọc Hà và Á hậu Thụy Vân đọ sắc chung một khung hình. Dương Hoàng Yến diện vest trắng thanh lịch. Diễn viên Hồng Diễm, Lương Thanh rạng rỡ bên cô dâu chú rể. 18 giờ, dàn sao vở bít đồng loạt đổ bộ. Á hậu Thụy Vân đã đeo nhẫn kim cương đến chúc mừng cho nghệ sĩ Công Lý. Á hậu Huyền My xuất hiện rạng rỡ, đeo đồng hồ hiệu cùng nhẫn kim cương trên tay. Diễn viên Hồng Đằng khoác vest thanh lịch. Thanh Hương, Mạnh Hưng bên dàn diễn viên truyền hình phía Bắc. 17:40, cô dâu chú rể chuẩn bị lộ diện, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. 17:20, không gian tiệc cưới sang trọng, lễ tông trắng chủ đạo, ảnh cô dâu chú rể được bày trí ở nhiều nơi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.